Jolly McFoods hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Kỹ năng vào bếp. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn món thịt ba chỉ chiên nước mắm. Để làm món thịt ba chỉ chiên nước mắm thì chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau. Đầu tiên là thịt ba chỉ, hai là tỏi, tiêu, muối, đường, hạt nêm và ăn kèm như là xà lách, dưa leo, cà chua và không thể thiếu đó là tương ớt chili mix và nước mắm chili mix. Đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách luộc thịt. Chúng ta dùng một cái nồi. Chúng ta cho vào đây là 2 lít nước. Sau đó chúng ta sẽ cân gia vị chúng ta nêm vào. Đầu tiên các bạn cho vào đây là 15 gram muối, 10 gram đường và hạt nêm, 15 gram hạt nêm. Và không thể thiếu đó là nước mắm chili mix. Chúng ta cho vào đây là 20 gram. Rồi, như vậy là 20 gram. Và chúng ta sẽ đổ hết tất cả gia vị vào cùng với 2 lít nước. Chúng ta nấu cho sôi. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm nước sốt nước mắm. Đầu tiên chúng ta dùng ở đây là 150g nước lọc. Tiếp theo tương ớt chili mix 50g và 50g nước mắm chili mix. Tiếp theo là đường 50g đường và 4g tiêu. Tất cả những nguyên liệu này mình sẽ trộn đều lại. Và bây giờ nước đã sôi, chúng ta sẽ cho thịt vào luộc 20 phút cho thịt chín. Và khi nước sôi, chúng ta sẽ giảm lửa xuống, chúng ta luộc trong vòng 20 phút, đậy nắp lại. Và bây giờ chúng ta đã luộc 20 phút thịt đã chín, chúng ta tắt bếp. Rồi chúng ta vớt thịt ra ngâm với nước lạnh. Vậy miếng thịt đã chín rất là ngon. Ta ngâm với nước lạnh để cho thịt mau nguội. Các bạn lưu ý ngâm 5 phút. Và bây giờ thịt đã nguội thì chúng ta sẽ vớt ra, dùng một cái khăn sạch chúng ta thấm cho nó khô nước để khi ướp thịt sẽ thấm ở bên trong. Rồi, như vậy là thịt đã khô nước. Chúng ta cắt thịt ra làm đôi. Chúng ta cắt thịt ra làm hai. Sau đó, chúng ta sẽ dùng cây sâm, chúng ta sâm phần da để khi chiên, da sẽ nổ rất là đẹp. Rồi, như vậy chúng ta đã sâm đã xong. Sau đó các bạn dùng 2 ván sốt nước mắm các bạn ướp vào thịt. Các bạn lưu ý dùng 2 vá sốt nước mắm mà chúng ta đã làm sốt, chúng ta ướp vào thịt. Và sau đó chúng ta trộn đều, sau đó chúng ta cất vào trong tủ 15 phút để cho thịt thấm sốt nước mắm. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm sốt nước mắm. Chúng ta cho vào đây 1 ít dầu ăn. Rồi sau đó chúng ta cho vào đây 1 thìa canh tỏi. Bạn phi cho thật thơm, phi cho tỏi thơm. Rồi sau đó chúng ta sẽ cho vào đây là 3 vá sốt nước mắm. Rồi chúng ta nấu làm sao cho nó sệt lại. Phần sốt này chúng ta để tưới lên thịt, thịt đã chiên vàng. Thì khi chúng ta ăn là chúng ta không cần phải chấm nữa. Chúng ta ăn với cơm nóng rất là ngon. Đó, các bạn nhìn sốt nước mắm đã sệt lại. Rất là ngon và thơm. Món này ngoài áp dụng vào thịt ba chỉ, chúng ta có thể là làm sốt cánh gà cũng rất là ngon. Làm với gà.
Rồi, nước sốt đã sệt, chúng ta tắt bếp. Và các bạn nên dùng một cái chảo chống dính, các bạn cho vào đây nửa lít dầu, đun cho dầu sôi với nhiệt độ khoảng 160. Nếu ở gia đình các bạn muốn kiểm tra dầu sôi biết thì các bạn dùng một đôi đũa, các bạn cắm vào này, đó, thấy nó sùi theo đũa là được. Lúc này chúng ta sẽ gắp thịt, các bạn nên bỏ phần da xuống trước để cho da nó nổ. Các bạn chiên khoảng 10 phút cho da giòn và vàng lên là được. Và bây giờ chúng ta đã chiên đủ 10 phút, sau đó chúng ta sẽ vớt thịt ra. Dùng dấu thấm dầu, chúng ta thấm dầu. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cắt heo trang trí ra dĩa. Chúng ta sẽ úp phần da xuống dưới và dùng dao cắt miếng thịt ra làm hai. Đó, các bạn nhìn da rất là ngon. Chúng ta sẽ cắt bỏ phần đầu đi. Rồi, cắt thành miếng. Rồi chúng ta sẽ xếp trang trí ra dĩa. Chúng ta sẽ tưới lên thịt đã chiên vàng trang trí ở trên đĩa. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng một ít dưa leo, xà lách và cà chua, chúng ta trang trí lên dĩa cho đẹp. Rồi, xà lách chúng ta sẽ cho vào trong. Rồi, cà chua chúng ta sẽ cắt lát, nó xếp vào trong. Như vậy là món ăn của chúng ta nhìn rất là ngon và rất là hấp dẫn. Vừa rồi tôi đã hướng dẫn cho các bạn món thịt ba chỉ chiên nước mắm rất là ngon. Đây là một món ăn dành cho những bữa cơm trong gia đình. Chúc các bạn làm thành công. Xin chào và hẹn gặp lại. Cholimex Foods hân hạnh đồng hành cùng chương trình.